Sau khi từ hang Bắc Bó về thì chúng tôi ăn mế phen tây, ẩm thực văn hóa Cao Bằng. Thôi, chưa thôi. À chưa thôi, để tối. Rượu chè giờ này mệt lắm, đau đầu. Tối này uống tè ga. Vâng. Dạ? Đâu còn cước đâu? Đây, cước này. À đấy, còn cước đây. Đây, nhìn thấy chưa? Thấy rồi. Đây. Con này sờ nó đốt không? Cước đây. Sờ đốt không? Đây này. Thôi kệ, để nó sống. Con này mày thì nên thôi thả. Thả để cho sống. Con cước. Con ăn xong sau ấy. Thả để cho sống ba, thả ra. Một nơi ăn khá là lý tưởng nha. Nơi ăn khá là mát mẻ. Ok đấy. Vâng, một nơi ăn tuyệt vời. Chứ biết là đồ ăn có ngon hay không nhưng mà nơi ăn tuyệt vời. Nơi ăn tuyệt vời. Nhà sàn ăn tuyệt vời, ăn vào mới biết được biết ngon hay không. Khiến mấy cô gái bán nữa. Đây mà nghe chạy được ăn ba bài bướm lượn. Rồi. Đó, Hiến này nhìn vào quay lên đỉnh cái đồi thế nào. Vâng. Ôi. Nhìn sợ nha. Ui, quạt xay thóc hồi xưa này. Quạt xay thóc này. Cái này là, đấy là gọi là thế kỷ 20 đấy. Cái đấy hồi trước thì mình cũng dùng. Gắn liền với tuổi thơ đấy. Đúng rồi. Đây còn chơi bánh xe hoa không lý. Ui, mấy cái bộ ghế hồi xưa này. Ui, một nơi ăn uống nghỉ ngơi tuyệt vời. Đây. Đây, các bạn. Cầm cốc lên nào. Cầm cốc lên nào. Rồi, rồi, rồi. Cầm cốc lên như này. Cầm cốc lên, cả vâng, cầm hôn. Thế nào, nhỉ? Nào, chúng ta tả hiền cho bài hiền cả. Các cô, các chú ơi. Ơi. Bia đâu rồi, bia đâu? Bia rồi. Uống là uống như thế nào? Uống phải say. Không say không về. Rồi, 2, 3. Uống. 2, 3. Uống. 2, 3. Rồi, ok. Ăn rất ngon nha. Đặc sản Cao Bằng. Giỏi lắm đấy. Đi chuối đây. Món này món gì mới này. Món này là B. Khêu khêu lên này. Khêu gạch lên này. Quá ngon, quá ngon. B là thịt B à? Không, thịt trâu. Thịt trâu thì B nấu. Thịt B. Thịt trâu mà thịt... Mùi rất thơm nhá, có mùi gì lạ lạ nhỉ. Mùi gì lạ nhỉ. Bắp chuối đặc sản à? Bắp chuối đặc sản đấy. Thịt rừng, thịt rừng. Đây là thịt gà. À, gà rừng nướng. Gà rừng nướng. Đây là xúc xích. Ngon quá. Đây là hoa chuối. Vâng, chuối ngon. Ok. À đây là sườn Cao Bằng thật. Là sườn, là sườn các bạn. Còn nhiều món chưa lên đâu. Bà mới còn trống mà còn nhiều món chưa lên. Còn tám. Bà mít méo nói tất cả món tất cả. Đâu mít méo. Mít méo đây còn nói cho được. Giới thiệu sản phẩm. Còn bà phải đứng lên cho lâu hành. Đấy, đấy phải đứng lên cho lâu hành trình. Vâng, đâu? Bà. Đấy. Bà bỏ cái túi ra. Bỏ túi ra. Bà ông bà này nhìn cả tivi à, tivi này rất là đấy, cái này nhà đây. Nói bậy.
nên đấy là phải nói. Ôi, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay là mình giới thiệu, hôm nay là đoàn của Yên Thế. Hôm nay lên về Cao Bằng tham quan du lịch, tham quan du lịch và hang Bác Bó này, rồi suối Lên Ninh. Rồi sau đây là phần bữa trưa. Hôm nay là đến giờ về nghỉ sinh hoạt cơm trưa ở tại hàng bó đây, nhà hàng đây là gọi là hàng gì thì quên. Rồi, bây giờ vâng, đồ đặc sản rất là ngon. Vâng. Cô có thể giới thiệu về các món ăn ở đây được không ạ? Các món ăn ở đây nhờ. Đây là thịt gà rừng này. Nướng. Đấy, gà rừng nướng nhá. Đấy, gà rừng nướng này. Đây. Rồi. Đây thì là xúc xích này. Xúc xích này. Lạc sườn Cao Bằng làm nhá. Thịt lợn rừng đấy. Đấy, rồi. Đây là rau này, cũng là rau gốc cải, nhưng mà rau gốc cải rừng của. Đấy, đồ sạch này. Đây là Cao Bằng. Vâng. Đây là bi chuối đây. Hoa chuối. Hoa chuối nhá. Hoa chuối nhá. Đây là chuối đấy, từ rừng về đấy. Vâng. Đây là canh rau cải, rau cải. Không phải cải, cô gắp rau lên. Đây cũng phải rau cải thôi. Cải son. Đây là món thịt lợn xương, đây là sườn xào chua ngọt. Sườn xào chua ngọt. Còn cái kia là cái. Đây này là món này là món đặc sản ngon nhất này. Cái món này là thịt không phải đâu, thịt trâu này bê đấy. Bắp bê. Đấy, bắp bê ngon lắm, xào nó là gia vị nấu nấu rất là ngon. Ăn đây là thịt xào. Vừa ngon vừa thơm. Đấy, đây là sườn xào. Ui ngon chê. Sườn xào ngon quá. Rồi, và cái này cả nhà tụ một hàng vỗ tay từ. Chúc rất là mời tất cả các bạn nhà mình làm một bé. Gặp quá, gặp quá. Rồi, hay quá. Rồi, ok. Xin chúc mừng cô. Kết thúc cái điểm ăn trưa tại khu du lịch Bác Bó, chúng tôi chuẩn bị rời sang Bắc Cạn. Thôn Ba Bể. Đẹp quá nhỉ, giống như đảo luôn nhỉ. Thiên nhiên Bác Bó đẹp quá các bạn ơi, nhưng mà chúng tôi phải di chuyển tới một nơi khác. Hiện tại chúng tôi đã tới được gần hồ Ba Bể rồi, nhưng mà đường vào rất khó khăn. Đây, đường không thể vào được. Cấm xe lớn. Đi bộ được cơ, đi bộ cho khỏe. Vâng, rất vất vả. Cấm xe trên 2,5 tấn và độ cao trên 2 mét. Tại vì cây cầu này được xây bằng cáp treo, chỉ cho xe bé vào thôi. Này, dù xe bé xe 7 chỗ vào được. Đấy. Còn xe 16 chỗ là không thể vào được. Khách sạn cử nhân viên ra đón chúng tôi. Các cô đi trước đi. Một con thanh niên đi sau. Cái này là cái quan trọng nhất. Không phải rượu đâu mà thuốc nói. Men tình. Có khách về sao không? 600 mét nó 300 tí. Nặng lắm đấy. Em có quen ai họ hứa ở đây không em? Dạ. Em có quen ai họ hứa ở đây không? Không, tại anh có người nhà là họ hứa. Được rồi. Lên đây mới nhớ. Họ hứa.